Nhân dịp bộ phim The Batman vừa được khởi chiếu, Nightslide xin mời cả nhà cùng thưởng thức lại siêu phẩm Slide PowerPoint tái hiện bộ phim huyền thoại The Dark Knight năm 2008. Animation của Slide PowerPoint này được kết hợp giữa hiệu ứng vẽ chân dung cực kỳ tâm huyết cùng hiệu ứng technology đậm chất công nghệ để mang đến trải nghiệm chuyển động mãn nhãn và ấn tượng nhất dành cho khán giả. Chúng ta có thể tham khảo hướng dẫn cách tạo hiệu ứng technology chủ đạo của Slide PowerPoint này tại nightslide.vn/tech. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tham khảo hiệu ứng vẽ chân dung bằng tính năng Draw đột phá của PowerPoint 365 tại nightslide.vn/draw. Đến với khóa học PowerPoint của Nightslide, chúng ta sẽ được sở hữu trọn bộ tư duy cùng kỹ năng thiết lập những chuỗi animation phức tạp chuyên sâu để qua đó sáng tạo những phân cảnh chuyển động có 102 và biên tập được những video motion graphics, marketing, e-learning đột phá và gây được ấn tượng mạnh với cả khán giả. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ được cung cấp đầy đủ Office 365, bao gồm tất cả những tính năng mới đột phá nhất kết hợp với bộ công cụ Nightslide ưu việt mạnh mẽ số 1 Việt Nam. Nightslide tự tin là khóa học PowerPoint toàn diện và chất lượng nhất giúp bạn chinh phục toàn bộ sức mạnh vượt trội của PowerPoint. Mong cả nhà sẽ ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online tại nightslide.com để sở hữu trọn đời Office 365 và bộ công cụ ưu việt của Nightslide, qua đó nâng tầm tư duy thẩm mỹ và chuyên nghiệp hóa kỹ năng thiết kế slide cùng các ấn phẩm sáng tạo bằng sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.